quýt này cho quýt tiễn quá chị Chính ơi. Ờ, quýt đó. Cái gì Chính nè. Chuyện vậy luôn á. Ồ, mỏng đẹp quá nha chị. Ừ, biết chú nàng giòn lắm. Mì mà thấy tiền cắt mì mà. Ừ, mì mình lấy kéo rồi mình cắt đi. Rồi mình không đi chỉnh hàm. Ủa? Cắt đi mình chỉnh hàm với người ta. Chắc là mình chỉnh hàm. Rồi, cắt cháu mà tiền bỏ rồi chứ. Nên ăn cơm với cái nóng. Xin chào cả nhà, hôm nay 8 tháng 3 mình sẽ vô nhà chị Út ăn tiệc. Đó, không đủ làm không? Đi. Hôm nay bác ra ăn để cùng ăn với chị. Hả? Chứ giờ là ai đó mà đừng có vô phải không? Đâu có, muộn ăn chẳng không làm, có mình nấu thì không có. Không có người bà đó. Ngày nãy giờ người bà ạ. À? Ừ, sớm dẫn tiếp xui rồi xui về với người bà đi rước đi. Dạ. Đi nghe bà luôn. Nãy nhắn chủ rồi, cái này là 8 tháng 3 bây giờ đó, ông đại diện hết tất cả đàn ông đi. Nó ông còn đâu con việc trộn vô nấu cho đằng này tôi ăn ra rồi, bắt đầu tôi biểu dương ông ra rồi. Hẹn kiếp sau đi. Nước nó ra. Cho tôi hẹn kiếp sau đi. Kiếp này là anh đi kiếp sau rồi, biết có biết mình có duyên tái ngộ không Út? Đi nấu cháo. Thì mình xem mình gì xem nè, hai chúng gái vô. Giờ nó ta được ăn nữa rồi. Chú hôm nay trộn mã gì vậy chú? Gì? Chú mã con gái. Con mã con gái hả? À. Bên kia cũng trộn mã nữa. Giờ hỏi ngày phụ nữ không ai mừng cho mình ăn thì mình phải mừng mình ăn chứ giờ sao? Đó, tuổi thân cũng phải ráng làm, bởi làm phụ nữ khổ dữ. Khổ tâm đủ thứ hết. Nghe chưa anh Út? Kiếp trước của mình á không có tu nên kiếp này mình mới làm phụ nữ. Ai, nếu mà ai đồng ý kiến thì đưa tay lên. Ồ, mỏng đẹp quá nha chị Chính. Ừ, do bé chú này ăn giòn lắm. Chú này chú gì chú quạ hả? Chú này chú sáp hay gì? Quạ. Tiền giờ là đang chuẩn bị bên cánh gà chiên, nãy giờ nửa tiếng hồi chưa xong các bạn. Tao vừa đó trời. Bây giờ nữa nó bắt bếp lên nè. Cho nó lại á, chiên nãy giờ chưa xong nữa. Đây, bên đây là cái nồi nước mắm của Tiền Thắng. Chết con này khổng tay cho người làm gì đó. Ý mà cái đường rũ dài á. Bên đây là cái nồi cháo vịt. Con vịt này là 8kg nha các bạn. 5kg được rồi. 5kg hả? À? Đó là mình tự hào. Đó, hôm nay giờ có chị Tú vô đó. Này là Tú lớn nè. Mới đổ đúng rồi chị Tú? À có, mới đổ về sau nha. Hôm nay đổ nhiều không chị? Mấy chục ký? Đi. 3-4 ký. 3-4 ký? Sao chị không kêu vô? Thấy ít quá, chừng nào đổ chục ký hả? Thôi ơi. Bữa đầu tiên mới không đổ được 8 ký. Cái tưởng bữa sau được 7-8 ký là kêu vô đúng không? Bữa sau nó xuống còn có 5 ký. Cái hôm nay chỉ còn có chừng 3 ký. Ồ, đã nha. Bữa nào ra đi? Dạ. À, tại thấy trưa này nắng quá, đi đi để nước sáng á, cho nó mát. Tại trưa đi cũng vui nữa. Vậy bữa nước sáng thì 7-8 giờ. Cái giờ lên cái giờ. Trưa nắng ngoài không sao, mình kéo mảy cái giò lên cái nữa thì được. Nhịp nhịp vô không? Đây. Cởi áo ra để cho nhúng cho thấm thôi. Đơn giản ở nhà tôi thì tôi đồ nổi, tôi đi tới đâu tôi không có đồ nổi. Có gì mà tôi quất cái nấy nè. Tôi kêu cởi áo ra. Để cho thấm vô nè. Mày mà không sợ cháy máy tao lột liền không quýnh. Không. Máy này không có sợ. Này chắc chi tiên này chắc 2 tiếng hậu á tiền. Gì đâu cái chú đâu sắc gì có khúc nữa rồi chị. Tiền. Cái chú mà có khúc mà cắt cái chú mà giờ là mệt đó. Thèm tàu quá hả? Giờ không có thể ché tôi được. Cái đồ thì đồ mà nó đồ.
Sao ạ? Ừ chứ, có đốt đèn đàng hoàng bồi đàng hoàng. Chưa, nói thiệt chứ bộ. 2 giờ đi mà anh bớt đèn bầu cái gì? Mày bước mày làm sao? Thì mình canh đợi đổi là đổi giờ. Nó nói đường đầu bồi, bồi dục lại thì sáng đi thả thôi. Có bữa, ai luôn, cũng ngủ được đâu. Mà ngủ được hả? Rồi em biết sao ngủ không được rồi. Rồi chị cũng biết đó, ghê vậy đó, ta biết phải đâu rồi. Cái đứa này đầu óc nó còn ngủ được. Cái nhỏ nó không được. Không hàng hố gì mấy đứa hả? Mấy đứa. Sao ăn kiếm bãi mấy tuổi không còn ham mà vậy hết mực rồi. Ôi làm ơn phước rồi mà kiếp chi cua rồi hết mực rồi ra sao bây giờ đây mà làm được đó, quay cái thế đứng ngồi ăn dùm cái sao ăn không sao cái bánh chị hả vậy nhẫn 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 hả ừ. Ăn thử miếng nữa nè cái nè thiệt á đâu thử miếng nữa đi gái ăn phải cái đầu đinh có xài nè gõ không đầu đưa thường khúc rồi không ăn đưa khúc một mình bệnh nè xài nè xài nhà thấy vô nè rồi gặm muỗng luôn với đi thôi xài là mắm đường. Ủa vậy sao ăn ta? Chị, xài này xài sống là chính. Xài sống của chị chứ cô. Thôi, còn không? Xài đó nha. Trời ơi. Ngon gì chính. Sao về mà nói gì ta? Bút liền, bút liền. Ủa ngọt quá mà nói gì tiền? Bút liền, bút liền. Ngọt quá hả? Hồi nãy ngủ về xúc miệng chưa? Ông bốc ăn thử coi. Ông đưa dao tôi coi. Cái bột cổ quá. Ủa sao đây ngồi đây ăn làm gì vậy bà? Thì ngược lại. Mày nghĩ sao chỗ ngồi mình hết đó là mình kia tao ngồi. Ủa nó nha. Ủa vậy nãy cái xài đó cái xài nào nữa? Ủa kia nữa cái xài này mà. Rồi mình lên cái đó đi. Nói gì ngồi lỡ ngọt ngọt đi mất công quá. Ăn gì hai ba trái. Ủa vậy hả? Cũng nghe đuôi đó gì. Ủa nắng tôi ăn vậy sao ỉa trời. Tôi nhà hả? Tôi nhà trời này tôi ở làm sao với tôi ở ngoài chuồng gà ngoài góc mận á quý. À, đúng rồi. Ồ cái mặt chín quá là tái luôn á. Vậy mà ông vừa ẩm ra là thân nó bị hoa gì hết. Ủa? Vậy em xin lỗi nghe em không biết. Chín. Cái gì? Cái này đi ra hoàng không cho ông gì máy. Lượng lắm nhất. Nè tôi vớt gà. Ăn ra hái ăn. Sợ nó nghe cái nghe đừng đi đụng ai cũng hái không để qua thế nè. Trời có ăn nhiêu, gà ăn không á. Trời hả má có rung cây không á chị? Chứ gà ăn chứ gà không ăn mà không lẽ giờ sao? Họ quý coi tu cái gì mà tôi nói thiệt cái gì không có gì tôi láo hết trơn. Có nhiều cái thì tôi có dặm thêm chút đỉnh thôi mà. Cho anh em chị. Nói chung là khó hái. Kiến không anh ơi? Chứ không phải là hái dễ hái mà không hái cho kiến. Căng cây mòn đó là phải... Rung á hả? Trời ơi kiến. Nó rớt đùm nó rớt ghê luôn á. Cô hổng con quý nè. Nó chơi đường hẻm không à. Hái con quý là hái trong thúc ăn mà hái không được luôn á. Hái ra đường hẻm không. Ăn đậu. Vậy? Đậu lại. Ừ. Ông trăm bề rồi con trăm công ăn nhìn việc. Trời ơi. Mùi dữ hả? Về là xong rồi. Chua. Chua. Ngọt mà chị. Đem ngọt để mấy chị chua gì ăn khan gì. Đem để bên chị Tú à. Tú. Nãy đá rồi chứ thôi đái. Bây giờ chị về chị lấy hột gà nha. Làm không? Nướng không? Nướng hột gà không? Ăn chỗ này chưa hết nướng gà. Nướng gà làm gì? Nướng gà. Nó làm nướng muốn hột gà vậy em biết làm. Ở đâu ở bà nội? Gà nướng đó. Con bơm không? Phần gì bơm? Không được. Nhỏ thì phải chế chứ không được. Mắt mới thì phải bơm. Bởi vậy nghe. Tụi nó ăn bánh là sặc chết á. Ê mất tụi ăn bánh không đặt ăn được. Nãy tôi mới làm một mâm cơm. Cam chị, không cam mình bỏ lớp đi. Cây chết. Con nguyên ớt cho cây đi thôi qua. Chưa thiếu mà. Ừ, đúng không? Ao, ai? Chút nữa là xong, không ăn được hết. Đây không? Cái này mới nói không cái này chứ không cái này không chứ mà cái này là chứ mà nấu ra chứ nó lâu hơn tiền thôi chứ quý mà nấu lâu hơn chứ không ngon gì mà sò sò bữa hôm giờ là bữa hôm giờ thẳng cho xài gì mà ăn cái ngon vậy ngọt ngọt xài hấm tú hả
Trường xài đồ lon. Ủa gạo này ngâm cái gì vô? Gạo rang này ngâm cho nó mau nhừ. Ồ, gạo mà dư rồi chị tích ớt rồi. Dư quá lắm. Dư bỏ bớt rồi em ớt. Chị Chính ơi, tiện chặt sao mà rung rinh mấy cái cột rồi chị? Ôi. Vì sao không quý? Dạ. Giao cái máy chịu luôn. Ở sao dữ vậy? Dạ. Con nghe 2 triệu mấy là cái tay con cũng hơi run run nè. Ủa, con dao hả mua hả hay gì chết? Anh tiền bữa đó tiền trong đây à. Bữa đó đi đâu ta? Đi cái thăm của đi xúc rồi soi rồi. Ủa, ủa chị Chính, con dao không vậy bà? 2 triệu 6 vậy? Phải có cái gì nữa á? Hả? Bóng đèn xài được không chị? Bóng đèn mất tuổi mà bù hông vô không? Bóng đèn không có rộn nha. Thôi ghê ta. Cho bạn mấy sổ thử nè. Thôi không được. Làm cho nó khô. Có muỗng nào không múc đi. Thôi vậy là cho nó heo. Mình. Nhà chú có thử coi, thử là bà kiếm một quý không có thì tốt quý. Trời ơi, nó nghỉ nhà vậy mà thử hả cho nó hôi cái nhà hả chị? Ừ. Đây thử bao đây. Tính cái ngọn trà đi tụi em làm xong lộn lên chị em mà cho mình chị làm mất lắm. Chắc vậy quá à. Hỏi máy đi chị, tụi em làm xong rồi dọn lên chị. Chị gì chú trà đi hả? Rồi xong quá nè. Ủa tiền ơi, tiền cắt cực thịt gà gì bự vậy tiền? Thịt gà. Cảm ơn chặt nhỏ nhỏ nè, 2 cục hết mẹ. Còn bị nó mất cỡ lượng rất nhiều. Cắt gì cái gì ăn? Bởi vì Chính ơi, sao ăn cắt gì chứ? Cắt đại mẹ cha đó. Chứ không biết à. Không quá uống cá à. Chị bậy bị chửi nó. Cắt đại đi. Cái gì cũng vậy cũng phải bành bành ra. Cái gì mà bành không được? Kê ông bốn người nữa là tôi nói bằng sự thật, biết gì không? Cái này bỏ rồi quá. Bành bành à, một bành bành à. Giờ bành với nó khác nhau cái gì? Bành nó bành không? Là bành nó bành không? À, mệt thật chứ. Ủa hai chị chia bọn nhỏ đi bự đâu quý? Dạ. Ờ, đang đâu quá ha. Cái gì cũng ngon thôi. Thôi đừng đem ra nhiều quá hết rồi. Hào. Cái này gấp đại dung dung cho nó ăn hết á. Thôi nhín nhín ra nhiều hết. Cái này mình nhúng nước mắm nè các bạn. Chiên xong đem qua. Nhà giao thì làm ứng lên ta. Tặng do của tướng hà. Ngày mai giờ là có này được không? Người ta để có lên cổ. Ngày phụ nữ. Ơi là cái ngày phụ nữ. Sao không có ai làm, toàn phụ nữ làm. Không ăn trên cái nỗi mà mình muốn ăn mình cũng phải làm ăn. Phụ nữ cực quá. Rồi tối nay phải lên mà dùng lên để cái quần lại. Không phải nói vậy đâu. Con ăn cánh gà đi con. Để đó đó, ăn nè. Tổng nguyên cánh thanh long. Thanh long nó ăn hết cánh này kìa, dừng hết rồi kìa. Ăn đi con. Giỏi. Thanh long giỏi ghê. Hả? Ủa kìa. Cái chỗ cắt. Ăn cơm mà con không ăn cháo đâu. Ăn cháo gà không? Con ăn cháo gà. Ăn cháo gà chị. Đó lấy cái dĩa của con Thu rồi nó ăn kìa. Nè Thu, nè ăn cái dĩa của con Thu nè. Cháo gà phải không? Nãy cho nó ăn ấy mà. Nãy ăn cơm với có nóc. Tự nhiên ăn không. Thôi uống trà đá được rồi. Uống trà đá cho mát vậy nào. Uống trà đá cho mát đi. Tiền muốn hết tiền. Uống trà đường hả? Là uống không được. Ừ đi lên đi. Trà đường uống được không? Không luôn. Viên hồi nè ai bảo trà đường uống nước bớt nha. Nó uống trà đá đường mà. Cái đó nó đá mà. Nãy mày đâu nó có đá đâu. Bắt đá vừa vừa thôi. Ừ. Bạn nghe tiếng xe hay tiếng hơi hám được.
Chị thử rồi, cho em thử dài đi rồi em biết ở nó đâu á. Wow. Nghe chưa? Trời ơi, tới kìa. Ủa, vậy là chó săn này được. Hello. Chị phải coi đó. Hello. Á, chị ra liền. Đợi chút chị em tắm em lên. Đến mùi này quá. Đến mùi này quá trời ơi. Vô Phú Đức ngồi chơi chị. Đi lên không vợ ai tên coi mà la trời cũng vậy. Vợ gì là biết coi. Muốn chiến thấy rồi vô làm gì mà tránh làm gì cái ghê vậy. Chậm bả thôi, chậm bả lên nữa, mệt nữa. Rồi bả hứng lên cái hàng tàn thương á, anh với em chết hết sao mà vô cho bả ba ly rồi bả mới ngã. Bả xuống một hồi không có đủ, không có kêu rồi, không muốn ăn nghe. Uống thấy. Tự gái à, em có cái cho bà ăn nha, bà hồi bà can nha. Ai cũng có cái sỉ nhục hết trơn nghe. Hả? Mỗi tay đều nghe. Ủa, chính mình cũng biết nhục hết à? Không biết. Cầm lên coi. Quẹ gì? Con nguyên giấy kìa. Ba nói đổi theo nè, vô. Dạ. Vô đi. Ngày phụ nữ người ta tại sao không tôn trọng phụ nữ người ta hả? Vô luôn đó lại. Ơi đất ơi. Chị Tú đâu? Không chị. Vô. Chuyện gì? Nè, nè, lấy cầm vô luôn. Nước mà. Nữa ly, uống với anh. Nè, vô bên trái đi. Để anh uống xong rồi xem. Cầm đi lên. Cũng mấy nữa trời. Cầm lên. Bây giờ tôi nói uống chết rồi, không để tao ăn nguội. Ai không nó? Mồi giúp đỡ. Không biết là còn y à. Không biết là nhắc mồi chút xíu à, nó kêu. Ủa mày để cạn luôn hả Thi? Ôi kêu nó làm một cái cạn luôn. Tao không biết nó chạy chạy. Coi cho. Hả? Nó nãy giờ cắt lãi giờ vô nổi là ngã. Rồi, hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Tới tháng 3 không? Tới tháng 3 không? Chính xác luôn rồi nè. Nãy chính là Thúy thì nó tắm, tắm chạy vô. Đây, coi hai người đó có đỏ không? Chị Chính nói gì chứ? Hả? Nói gì nữa? Thằng lên đó biết nói gì luôn rồi chứ chị giờ không có lấy đâu. Giờ mực chị nó cũng hết rồi, giờ nó chạy về đâu kịp. Làm gì mực hết mà. Chạy gà không có mày. Vậy? Có làm của bà mực của ta. Không phải, mà sáng nay nữa rồi. Vấn đề của mày không có thằng gì trên. Hai ngày quốc tế phụ nữ giờ con uống với con uống được cái nha. Uống rồi nước nha. Uống trao uống trao được không thì hỏi thiệt. Không nghĩ rồi. Nãy giờ rầm vậy mà hỏi uống được không? Trời nắng á, uống nước đấy á. Mày bữa nay uống nước được đó. Ở thì nó bán không mà. Đó, con này cũng tở lên tầng 3, tầng 3 rồi. Tầng 3 rồi. Đỏ này nắng quá, không lên đỏ đỏ, nãy nước không nghĩa. Được không? Được. Con uống nước chai. Được. Nước chai hả, tại đi sao không uống được. Thôi bệnh hôm nào nè, nắng nơi uống vô đi. Chết con bà tao. Để nước ở đâu mà nó ấm nát nè. Nằm nằm nói này. Nắc đẹp luôn rồi. Nắc đẹp rồi nắc. Dạ, dạ, mày dạ. Hai năm rưỡi được ngàn. Bây giờ cái nhà của ta muốn bắt đi là đi, chứ mày để mà nói thử không. Không có đâu. Không có không? Không bao giờ. Vậy là nói thẳng là Thi không ở không? Đây là giỏi danh hứa. Nó 17 tháng 3 rồi, thế mới là 17, 10 hoặc 20 tháng 3. Còn tiền là hỏi đi nào đi đó chứ đừng hỏi. Ừ. Nó thẳng. Úc mà đi ngày thứ 7 chủ nhật là chơi luôn á, không ngán luôn á. Tốn ngày hả? Úc chị chơi rồi. Thứ 7 chủ nhật đi được, tại vì mấy ngày kia không có học á. Rồi đi à. Có thứ 7 chủ nhật có điện thì có gì đi à. Biết sao mấy ngày đó nó không học mình mới đi được. Rồi đi là ai đi? Ai với ai đó. Bây giờ chồng đi hứa là nè, tiền có đi là hứa. Chưa là em có vợ chồng em đi rồi em đi sao? Đi hai chị em mình. Hả? Tiễn đâu có chồng. Em chị. Thôi 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 tiễn với bạn. Thì khỏi nhắc chồng. Tú à. Nói ngay không à. Bắt gặp. Tao hồi nãy giờ quên nó lưu lại ha. Cứ hả tới ngày nạn nó bắt đầu ha. Tới rồi. Để anh ra quý. Tới ngày hôm nay. Đăng lên. Đăng lên thầy Tú đi. Tát từ tên vô hết. Chào. Bye bye. Bye. 8 tháng 3 nha. Đó. Tiễn xong rồi đó. Chào. See you again.